Cường xin chào quý vị các bạn, Cường xin chào ở nhà. Thì hôm nay Cường xin hướng dẫn quý vị các bạn về cách mà chúng ta đọc mà xem một cái bộ hồ sơ bản vẽ nhà vườn mái Nhật mà bên mình đang tư vấn thiết kế cho nhà em Nguyễn Văn Đồng ở đây là Lập Thạch, Vĩnh Phúc nhé quý vị và các bạn nhé. Thì hôm nay Cường đã gửi cái bộ hồ sơ này về cho em, là Cường gửi về cho em là hai bộ đó, hai bộ hồ sơ đầy đủ như thế này đó. Và ở trên cái màn hình quý vị các bạn đang xem đây, đó chính là cái mã để tra cái bưu phẩm này đã gửi về của Việt Nam Post nhé các bạn nhé. Người gửi là công ty cổ phần kiến trúc HCG, thì bên mình chuyển phát nhanh tất cả các hồ sơ. Khi bên mình xong thì bên mình sẽ chuyển phát nhanh, thì khoảng 2 ngày là bên em Đồng sẽ nhận được cái bộ hồ sơ này đó. Thì trước khi mà đi vào cái video ngày hôm nay, thì đây là một trong những cái video mà Cường sẽ làm để thứ nhất là để gửi cho thợ của nhà em Đồng, cái thứ hai là để cho em Đồng xem, để biết được cái cách mà đọc cũng như là cái quản lý cái bộ hồ sơ bản vẽ của nhà mình. Thì trước khi đi vào video lần này, thì là Cường xin phép là gửi những cái lời cảm ơn chân thành nhất tới là em Đồng cũng như là toàn thể gia đình của em. Chúc em và toàn thể gia đình nhà mình là sang năm 2022 tới đây là có được một cái công trình mới đẹp, chất lượng, và khi mà vào nhà mới thì là an khang thì và nó luôn luôn làm ăn phát đạt. Thì đấy là những cái mong muốn của Cường cũng như toàn thể anh em kiến trúc HCG là gửi tặng cho nhà em Đồng. Thì trên màn hình bây giờ thì là Cường cũng xin phép là sẽ đi vào cái video lần này. Nhất ý là Cường sẽ phải giới thiệu cho quý vị các bạn cũng như là cho em hiểu về cái công năng và cái hình thức của công trình trước. Sau đó thì chúng ta mới đi vào cách mà chúng ta xem và đọc cái bộ hồ sơ bản vẽ nhé quý vị các bạn nhé. Thế nên là các bạn nào đang xem thì đến đến phút này thì các bạn hãy cho mình một like, một bình luận và một share để cho bạn bè cộng đồng được biết và áp dụng được vào trong cái cuộc sống của nhà mình. Tôi xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Trên màn hình quý vị các bạn đây, đó là những cái hình ảnh đầu tiên về cái công trình lần này. Thì công trình lần này bên mình đang thiết kế cho em Đồng là bao gồm có 4 phòng ngủ nhé quý vị các bạn nhé, một phòng thờ và một phòng khách và một phòng bếp. Tổng diện tích sử dụng cái công trình lần này là bằng 155 mét vuông đó, và bao gồm có tổng diện tích sử dụng toàn bộ là dự tiện sử dụng chung này là 155, còn diện tích toàn bộ là 199, gần 200 mét vuông như quý vị các bạn nhé. Thì quý vị các bạn hãy cùng Cường là đi vào xem cái công năng, sau đó thì chúng ta sẽ đi xem về cái hình thức và cái giải pháp ở bên ngoài để cho quý vị các bạn là có thể nắm bắt được. Đấy, trên màn hình quý vị các bạn đang xem đây, đó chính là cái công năng của công trình. Thì đây là cái phần lối vào là sảnh. Khi vào vào sảnh thì chúng ta sẽ có được một cái khu vực mà phòng khách rất là rộng rãi ở đây đó. Và đi ra bên này thì chúng ta sẽ có ở đây là một cái hai cái phòng ngủ này, thì là nằm sát ở bên cạnh cái khu vực đây là khu vực phòng thờ như quý vị các bạn nhé. Đấy, thì có nhiều gia chủ là thích cái phòng thờ ở giữa này, nhất là những gia chủ mà là có con trưởng thì chúng ta nên đặt cái phòng thờ ở giữa. Thế còn là nếu mà các bạn mà không thích thì chúng ta có thể đặt cái phòng thờ ở cái một cái góc nào đó ở cái công trình của nhà mình. Đấy, thì cái phòng thờ này các bạn nên nâng cốt lên để cho nó sạch sẽ, khi mà chúng ta tẩy rửa nhà thì nó không bị uế khí nó vào trong cái phòng thờ này đó. Thế còn các cái phòng ngủ thì bên mình đều bố trí cửa làm sao cho nó lệch nhau để cho nó chuẩn với lại cái phong thủy đó. Và chúng ta cũng sẽ có thêm ở đây, đó là một cái phòng ngủ master đó, và có vệ sinh riêng nhé quý vị các bạn nhé. Và cái công trình lần này thì chúng ta tất cả các cái phòng này, hai ba phòng này thì là không có vệ sinh, và chúng ta cần phải đi ra vệ sinh ở bên ngoài. Đấy là phải vệ sinh bên ngoài. Và đây là một trong những cái phòng, phòng này gọi là phòng bếp và kết hợp với phòng ăn đó, rất là gọn gàng cái công năng của công trình như vậy. Thì cùng quý vị các bạn hãy cùng Cường xem ở trên cái mặt bằng đây. Đây là cái mặt bằng công năng của công trình. Thì mặt bằng công năng của công trình thì cái kích thước tổng thể công trình là bằng 19 mét đó, và chiều sâu của công trình là cả sảnh là 12, còn chiều sâu ở một phần thân này là bằng 11. Các cái phòng đều đạt được cái diện tích tối đa nhé quý vị các bạn nhé. Thì phòng khách đang có diện tích là bằng 5,5 nhân với lại cái đây 5,5 này nhân với lại gần 7 mét thì được khoảng 41 mét vuông. Phòng thờ thì là được 11 mét vuông. Phòng ngủ 04 này là được 14,5, phòng ngủ 03 là được 14 đó, và phòng ngủ 02 được 14, và cái phòng ngủ 01 này là được 14,2, có thêm vệ sinh nữa đó, rất là rộng. Bếp ăn thì được 22 mét vuông. Thì đây là một trong những cái phòng, cái không gian phòng nó rất là rộng rãi và nó hài hòa cân đối nhé quý vị các bạn nhé. Em Đồng thì là đang làm việc ở bên nước ngoài, và em xem trên cái kênh YouTube của Cường, và em rất là tin tưởng và em đã liên hệ để làm thiết kế được một cái công trình này. Thì Cường xin cảm ơn em Đồng rất là nhiều. Đó, thì bạn nào bên nước ngoài các bạn mà đang xem video thì các bạn là có thể là liên hệ ngay với Cường để có cái công trình nó đẹp nhé các bạn nhé.
Thì trên màn hình quý các bạn đang xem đây, đó chính là cái phối cảnh của công trình. Thì chúng ta vừa đi xem cái công năng rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái phối cảnh. Cái phối cảnh công trình ấy, thì là bên mình đang thiết kế lên đây là 5 bậc, 5 bậc đó. Và cái toàn bộ cái bậc này, thì bậc và các cái ổ ở chân cột này, thì là bên mình đang ốp đá mắc bồ như quý vị các bạn nhé, nên là rất là đẹp và rất là sang trọng. Ở xung quanh cái diềm này thì là bên mình cái vồn ha này là cái điểm nhấn của công trình. Thế nên là trong cái điểm nhấn này thì là bên mình sẽ thiết kế xây dựng, thiết kế làm sao cho nó hài hòa, tức là cái tỷ lệ bồn hoa, tỷ lệ giữa các cờ phào cột này nó phải cân đối để chúng ta trồng những cái cây vào đây nó hợp lý. Ví dụ như là chúng ta đang trồng hai cái cây tùng đây, đúng không ạ? Cái tùng ở hai bên bên cái sảnh, cột sảnh này nó sẽ là một trong những cái điểm nhấn cho cái đầu cột, cũng là như nó hài hòa với không gian của công trình. Thì đấy là về trong cái kiến trúc sư đã thiết cố vấn thiết kế cho nhà em đầu nhé quý các bạn nhé. Thế còn đây là cái cột sảnh này, các cái cột sảnh này, các cái bước cột này, các cái hệ mái này, mái thì là đang giật và thụt thò rất là đẹp. Đó, mái có rất là nhiều các hệ mái khác nhau. Đây là mái mái phụ này, đây là mái chính, đây là mái bên nhà chính này, các mái bếp và các cái đầu nhô ra. Đấy, cái đầu nhô ra này, ở đây là cái mi, hay cái mi này có công dụng là một là chúng ta có thể là áp dụng để làm thông gió cho cái công trình của mình, thông cái khí ở trong cái mái này. Đấy, thì thêm cái mái này cũng rất là đẹp nhé quý vị các bạn nhé, nó cũng rất là phù hợp với lại cái không gian của cái ngôi nhà mái Nhật đó. Và các cái tường xây ở đây và các cái hình thức này thì quý vị các bạn có thể thấy được rằng là bên mình vẫn đang sử dụng là cửa chính này là cửa khuôn gỗ này đó, pano gỗ kính. Thế còn phần cửa này, cửa sổ ở đây thì bên mình đang sử dụng là cửa khung nhôm sinh pha như quý vị các bạn nhé, thì các bạn có thể là áp dụng cho cái ngôi nhà nhà mình nó tốt hơn. Phần bên sơn bên diềm này thì là bên mình đang nhấn nhá một cái màu ghi rất là nhẹ nhàng thôi, nên là cái công trình sẽ rất là đẹp. Màu trơn trắng này, cái màu trắng mà kết hợp với lại cái màu ghi này này thì thứ nhất là cường xin phép chia sẻ với các bạn nó rất là bền với thời gian, thứ hai nữa là nó rất là hài hòa đấy. Còn bên dưới chân này thì các bạn nên dùng cái đá tự nhiên vàng bóc đen, đen nhé quý vị các bạn nhé. Đấy, đen bóc đấy, đen này, cái đá đen ấy, đá tự nhiên ấy, đấy thì là nó sẽ rất là hài hòa và rất là đẹp. Đấy là cái hình thức của công trình. Đây là phối cảnh góc nhé các bạn nhé, nhìn rất là hài hòa. Đây là cái phối cảnh tổng thể cái công năng. Đó, và đây là cũng là cái phối cảnh trên phần mái. Thì nhiều bạn là sẽ không biết cách mà chúng ta tính toán cái mái này tỷ lệ làm sao cho nó đẹp, hay là các cái chiều cao của mái, thì trên cái bộ hồ sơ bản vẽ kỹ thuật ấy là nó sẽ có đầy đủ hết cho các bạn rồi, các bạn chỉ việc làm thôi chứ nó không khó nhé các bạn nhé. Đây, tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với lại một cái phối cảnh góc khác. Thì cái góc này là chúng ta đang đứng ở bên cái khu vực bếp, chúng ta nhìn vào cái khu vực bếp đấy, thì các bạn cũng có thể thấy được là chúng ta sẽ có thêm một cái ống khói hút khói ở đây đó. Cái ống này là có cái công dụng là chúng ta sẽ hút cái khói khi mà nấu nướng lên bên trên đó, lên bên trên này rất là hay. Ở các cái khu nhà quê thì chúng ta sẽ áp dụng nhé quý vị các bạn nhé. Đó, các cái đầu cột này bên mình cũng nhấn nhá rất là nhẹ nhàng như vậy, cực kỳ đẹp luôn, công trình rất là đẹp. Thực sự ra cùng chia sẻ với các bạn là đối với lại kiến trúc HCG ấy, và bất cứ một công trình nào thì các kiến trúc sư cũng thiết kế bằng cái tâm của mình, bằng cái mong muốn là đem lại cái không gian tốt nhất cho các bạn. Đấy là cái điều mà thực sự là cùng muốn chia sẻ với các bạn điều đấy. Thế nên là các cái hình thức của công trình này, từ những cái hình thức của công trình hay là cái tỷ lệ công trình được bên mình tính toán rất là kỹ. Các bác cả bản vẽ cũng vậy. Đấy, ví dụ như đây là cái cột này, thì Tẹo đã cường xin phép là chia sẻ cho các bạn xem. Từ những cái cột cũng được vẽ rõ ràng ra, có phối cảnh 3D rõ ràng để cho các bác thợ là làm không bao giờ bị sai. Và không, công trình mà đã lên chỉ có đẹp thôi nhé các bạn nhé. Thì đấy là cái thực sự luôn, đấy là cái điều mà bên mình làm được. Đó. Và đây là cái hình thức cái mặt tiền, mặt chính diện mà công trình khi mà các bạn nhìn vào. Thì các bạn có thể thấy được rằng là cái tỷ lệ của phần sảnh này, tỷ lệ phần sảnh so với lại chiều cao của sảnh, chiều cao của bề rộng, đấy, hai cái mi, chiều cao của mái đó, và các cái chiều cao độ thụt, độ bay của các cái không gian, độ bay của các không gian, độ bay của các cái mái này ra rất là hài hòa, rất là vừa tầm. Đó thì các bạn có thể nhìn trực diện ở trên cái màn hình Cường đang chia sẻ đây nhé các bạn nhé. Các bạn nào mà xem thì các bạn có thể là áp dụng vào trong ngôi nhà nhà mình. Thế còn bây giờ thì là Cường xin phép là sẽ chia sẻ cho quý vị các bạn là một bộ hồ sơ thì bản vẽ thì nó bao gồm những gì. Sau đó thì Cường xin phép thêm chia sẻ thêm cho các bạn là cái cách mà bên mình đang làm việc để chúng ta sẽ có được một cái công trình ra sao. Và sau đó thì Cường xin phép là sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái xem cái bộ hồ sơ bản vẽ này nhé các bạn nhé. Để có được một cái công trình mà một cái bộ hồ sơ nó đầy đủ như này thì là một bộ hồ sơ bản vẽ nó sẽ bao gồm có 3 phần chính
Đó, đầu tiên thì chúng ta sẽ phải nói đến là phần kiến trúc. Phần kiến trúc là gì ạ? Là toàn bộ những cái phần da, phần thịt của công trình. Nghĩa là sao? Nghĩa là trên cái phần bản vẽ về phần kiến trúc ấy, nó sẽ có cái phần là hình thức này, màu sắc này và cái kích thước của toàn bộ cái công trình này. Đó là cái phần kiến trúc của công trình. Từ cửa giả tính toán đến phong thủy như thế nào thì đấy là cái phần hình thức của công trình. Đó là cái liên quan đến các cái phần liên quan đến phần kiến trúc. Và cái hai nữa là cái phần kết cấu, cấu tạo nên cái công trình thì chúng ta gọi là cái phần kết cấu. Thì trên cái này chúng ta gọi đây là cái phần kiến trúc, nó sẽ bao gồm toàn bộ cả 3D công trình vân vân, chi tiết mái, gờ, phào, chỉ vân vân. Thì đấy là cái liên quan đến cái công trình các bạn nhé. Đây, các cái kích thước của công trình này thì đây người ta gọi là cái phần hình thức, từ sơn rất như thế nào đó, rất là nhiều các cái bản vẽ khác nhau nữa thì đây người ta gọi là cái phần kiến trúc của công trình. Thế còn là từ cái phần hình thức của công trình, đây là những cái chi tiết cột ở bên trên, ống khói đó. Đó, hay là các cái phần liên quan đến cửa giả này, đây người ta gọi là cái phần kiến trúc. Thế còn phần kết cấu là gì ạ? Đây trên màn hình quý các bạn đang xem đây, tức là phần kết cấu là tính toán cái sắt thép của công trình cũng như là cái kết cấu của tạo nên cái móng của cái công trình, và cũng như là sắt thép mái hình thành để xây dựng được cái công trình của mình. Thì đấy người ta gọi là cái phần kết cấu. Cho quý vị các bạn rất là dễ hiểu cái tính sắt này như thế nào thì đấy người ta gọi là cái phần kết cấu của công trình các bạn nhé. Thế còn là chúng ta sẽ có thêm, đó chính là những cái phần như là phần điện, phần nước đó. Thì chúng ta để làm gì ạ? Để là khi mà các bác thợ thợ nước ấy, các bác thợ điện ấy, thì các bác biết cái cách mà chúng ta sẽ đặt cái ổ ở đâu, bố trí cái ổ như thế nào và chiều cao các cái ổ bao nhiêu để chúng ta đục đột tường ra để chúng ta làm. Thì đấy người ta gọi là cái phần bản vẽ, phần điện nước. Thì trên một bộ hồ sơ hay là cả cái bản vẽ về lắp cam, ví dụ như đây là bản vẽ về lắp cam của công trình, thì nếu mà trong một gia đình đây là mình bên mình đang lắp, là lắp ở bên ngoài để quan sát toàn bộ ở bên ngoài, là bao gồm có 4 mắt đó. Thế nhưng mà nếu mà gia chủ mà muốn lắp thêm thì có thể là chúng ta sẽ lắp để quan sát được toàn nhà của chúng ta, thì chúng ta có thể lắp thêm một cái cam nữa ở bên trong này, thì nó sẽ bao quát hết được cái khu vực phòng khách này. Nếu mà trộm mà có đột nhập ra bên trong này thì là sẽ phát hiện ra, hay là chúng ta quan sát được ở trong phòng bếp này đấy. Thế còn nếu không thì chúng ta chỉ cần quan sát bên ngoài thôi nhé quý vị các bạn nhé. Thì đấy là những cái bản bản vẽ liên quan đến điện nặng, điện nhẹ vân vân, hay là các sơ đồ nguyên lý điện là áp tiếp đi như thế nào, và cái chi tiết đường điện đi từ trên xuống ra sao vân vân. Thì đấy là người ta gọi là cái phần một bộ hồ sơ bản vẽ, nó sẽ có những cái phần như vậy để cho quý vị các bạn là hiểu được nhé các bạn nhé. Thì các bạn là một bộ hồ sơ như thế này nó rất là nhiều bản vẽ khác nhau. Ví dụ như một cái ngôi nhà vườn như này nó rơi khoảng 120 bản vẽ khác nhau, nó rất là nhiều bản vẽ và có rất là nhiều những cái kiến trúc sư cũng như là nhiều cái công đoạn để làm được cái công trình lần này. Thế bây giờ ấy, thì là Cường nhiều bạn thì hay hỏi Cường một câu là anh Cường ơi, một bộ hồ sơ như này thì là bao nhiêu tiền và cái cách thức làm việc của bên em như nào, thì trong video này thì Cường cũng xin phép là chia sẻ luôn cho quý vị các bạn để quý vị các bạn là có thể nắm bắt được và hiểu được. Sau đó thì chúng ta sẽ đi vào xem cái bộ hồ sơ bản vẽ nhé quý vị các bạn nhé. Để có được một cái công trình đẹp như công trình của nhà em Đồng ấy, thì là Cường xin phép và chia sẻ cho các bạn là bên mình sẽ phải có rất là nhiều các khâu để làm được việc đấy. Đầu tiên ý, thì chúng ta sẽ có một cái đội là các cái bạn kiến trúc sư sẽ lên cái ý tưởng, cái công năng của công trình. Sau đó thì chúng ta sẽ có các bạn để lên được cái 3D của công trình. Đó, và sau khi mà chúng bên mình nốt lại hết cả 2D và 3D thì là bên mình sẽ triển khai sang một đội sẽ bổ toàn bộ những cái chi tiết của công trình này ra. Bổ toàn bộ những chi tiết này ra và các bạn kết cấu sẽ vào tính toán xem là cái móng này thì là chịu tải bao nhiêu và sắt thép bố trí như nào. Đó, và sau đó sẽ có một bạn, một đội nữa là đội chuyên biệt vào làm cái phần điện nước. Đối với bên mình làm việc nó rất là chuyên nghiệp. Nhất là chuyên nghiệp tại sao? Các ai mà giỏi trong lĩnh vực nào, ai giỏi trong chuyên môn nào thì làm ở trong chuyên môn đấy. Đó, sau trước khi mà xong, trước khi mà bên mình tổng hợp lại thì bên mình sẽ có các cái kiến trúc sư quản lý kỹ thuật, tức là cái bạn chính với bạn mà chủ trì cái kiến trúc này, các bạn ấy sẽ quản lý và kiểm tra lại trước khi mà bàn giao cho Cường nhé quý vị các bạn nhé. Đó, đấy là cái quy trình mà bên mình triển khai làm việc, tất cả các cái bước sẽ được tách rời. Thế còn là khi mà làm ấy thì là bên mình sẽ có các cái nhóm group cũng như là các cái phần mềm riêng biệt để làm việc với lại các chủ đầu tư. Đó, nghĩa là các chủ đầu tư khi mà làm ấy, thì chúng ta sẽ gọi điện. Nếu có hai cách làm việc hiện nay,
đó là làm việc qua online hay là làm việc trực tiếp, thì một bộ hồ sơ như này mà bên mình làm việc trực tiếp ấy, thì là có cái đơn giá về khảo sát một lần là 20 triệu, còn nếu mà làm việc online thì là bên mình đều làm là 15 triệu một bộ hồ sơ đầy đủ như vậy nhé các bạn nhé. Thế còn là bên mình có thêm một cái gói nữa để hỗ trợ cho bà con. Để tại sao lại hỗ trợ cho bà con, thì nhiều bà con là cũng không có cái kinh phí để chúng ta làm được một cái công trình nó đẹp, thì là bên mình có một cái gói là 8 triệu đồng. Cái gói này là sẽ lên toàn bộ cho quý vị và các bạn cái 3D và cái công năng hình thức và vẽ cho quý vị và các bạn về cái hình cái công trình này. Ví dụ như là trên cái mặt bằng này sẽ vẽ cho quý vị và các bạn những cái một số cái bản vẽ liên quan đến là mặt bằng chi tiết hay là mặt bằng mặt đứng, mặt cắt công trình hay là mặt bằng mái công trình. Đấy, nguyên một số cái phần liên quan đến kiến thức kiến trúc và cũng như là những cái chi tiết cửa, thì đấy là cả cái hình thức 3D như này nữa. Thì là cái gói này là cái gói số 2, à gói số 3 mà Cường có thể dành tặng cho quý vị các bạn, đấy là cái gói 8 triệu đồng. Đó, thì các bạn nào có nhu cầu thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với Cường để chúng ta có được công trình tốt nhất, chất lượng nhất như quý vị các bạn nhé. Thế còn bây giờ thì Cường xin hướng dẫn quý vị các bạn về cách mà chúng ta đọc, hiểu, xem một cái bộ hồ sơ bản vẽ nhà vườn như thế nào, làm sao xem cho nó đúng. Sau đó thì trên cái video này thì Cường xin phép chia sẻ rất kỹ, nên là các bác thợ cũng như là gia đình của nhà em Đồng sẽ có thể là bật lên trên TV để xem cho nó rõ như các bạn nhé. Cường nó quay ở cái chế độ rất là cao, rất là nét. Đó, thì các bạn có thể để chế độ nét nhất để xem các kích thước công trình các bạn nhé. Bây giờ thì Cường xin phép là hướng dẫn rất chi tiết cho quý vị các bạn về cách xem một cái bộ hồ sơ bản vẽ nhà vườn mái Nhật như thế nào. Đó, sau đó thì hôm buổi sau thì là Cường xin phép là chia sẻ về cái kết cấu của cái công trình lần này. Cường xin cảm ơn các bạn đã xem đến phút thứ 16 này ạ. Để xem được một bộ hồ sơ bản vẽ này thì chúng ta cần phải hiểu là xem làm sao cho nó đúng. Đó, thì như lúc nãy là Cường cũng đã chia sẻ mà các bạn có thể thấy là hơi lan man một chút, đó là chia sẻ về những cái hình thức vân vân hay là giới thiệu về công năng, thì đấy là cái để cho chúng ta hiểu hiểu về cái công trình. Chúng ta phải nhìn được cái bề ngoài, cái bao quát trước, sau đó thì chúng ta để xem được đúng thì là chúng ta cần phải hiểu về bản vẽ. Ví dụ như trên cái bộ hồ sơ bản vẽ phần kiến trúc này này, thì chúng ta sẽ có các cái phần danh sách đây ạ. Trên đây là chúng ta sẽ có cái danh sách bao gồm có 34 bản vẽ. Các cái bản vẽ này thì đều được có cái sự liên kết với nhau. Ví dụ một điều là chúng ta xem cái mặt bằng chi tiết là KT02, thì Cường xin phép là chia sẻ cho các bạn để các bạn hiểu nhé các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ có ngay ở đây là cái KT02, ở bên dưới màn hình quý vị các bạn đang xem đây có chữ là KT02. Đó. Các cái bản vẽ của bên mình khi mà ra thì đều được ký và đóng dấu của Cường nhé quý vị các bạn nhé. Thì trên cái bản này thì chúng ta sẽ biết được rằng là có những cái ghi chú mà chúng ta cần phải xem, vì nó có sự liên kết mà. Ví dụ như là chi tiết cột này, chi tiết sảnh xem KT14, đúng không ạ? Hay là ở đây chúng ta có là chi tiết cột xem KT16, chi tiết cột giả xem KT17. Đó, nghĩa là chúng ta xem phải liên kết. Vậy thì chúng ta có thể dở ngay cái bản vẽ KT17 ra để chúng ta xem, để chúng ta xem là cái cột này nó làm như thế nào. Đó, đầu tiên thì chúng ta xem cái phối cảnh, thứ hai là chúng ta dở cái bản vẽ cột ra để chúng ta ngó nó một cái. Đấy, đây Cường sẽ dở cái bản vẽ phối cảnh ra trước để cho các bạn. Đây là cái phối cảnh nhé các bạn nhé. Đây là cái phối cảnh này, thì chúng ta sẽ có là cái phối cảnh cột chính này, đây là cái cột phụ này. Đó, thì chúng ta sẽ dở cái phối cảnh cái cột là KT16 ra để chúng ta xem. Đấy, đấy các bạn thấy không ạ? Đó, chúng ta khi mà chúng ta làm đến cái cột thì chúng ta cần phải xem cái bản vẽ cột. Thì chúng ta thấy được rằng à, cái cột này mình chỉ làm cao là 34 thôi. Nghĩa là đến cái trần này, cái sảnh này nó chỉ cao đến 34 thôi. Và chúng ta sẽ có ở đây đó là cái mặt đứng của công trình. Nghĩa là sao ạ? Chúng ta sẽ có cái phối cảnh đây để cho các bạn hình dung này. Đó, và cái chiều rộng của cái phần này nó là bằng 530, chiều rộng của cái đế dưới này nó bằng 600, hay là chiều cao từ dưới này lên nó bằng 950, và cái chiều từ đây lên đến bên phần thân này, cái lõm này này, cái lõm ở trong này là 1940. Đấy. Và cái lõm này này là đâm sâu vào khoét là 20. Đó, thì cái bên dưới này đây là cái mặt cắt, thì khi cái cột này chúng ta đổ xong thì chúng ta cần phải đắp phải xây xung quanh. Đấy nhé quý vị các bạn nhé. Cột càng to mà tỷ lệ hài hòa thì cái cột mình nó mới đẹp được. Chứ tránh cái trường hợp mà khi mà chúng ta làm cái một cái công trình nhà mà chúng ta lại vẽ một cái cột nghe theo thợ, đúng không ạ? Chúng ta nghe theo thợ mà. Chúng ta làm không có bản vẽ mà chúng ta nghe theo thợ, thì thợ thì thường thường là sẽ không thể nào mà biết được cái nào là đẹp, cái nào là xấu đâu quý vị các bạn ạ. Mọi người chỉ sẽ tư vấn theo một cái kiểu là xây làm sao cho nó nhanh thôi. Thì khi là xây ốp cái cột vào ấy, thì cái cột mình có thể là nó bé như cái que củi, xong rồi chúng ta lại đặt nó vào cái sảnh này thì nó sẽ không đẹp, nó sẽ không hài hòa.
Vậy thì cái cột nó bao nhiêu là đẹp, cái tỷ lệ nó bao nhiêu là đẹp, cái đấy là phải có kiến trúc sư họ vẽ, họ tính toán, họ cân đối, họ đong đếm thì nó mới là cái công trình nó mới đẹp được nha các bạn nhé. Thế còn nếu không thì chúng ta chỉ có được một cái công trình bắt được cái dáng thôi, chúng ta bắt được cái dáng chúng ta làm đấy, nhưng mà không thể đẹp được đâu nếu mà không có kích thước đấy. Đồ may đo nó phải khác với lại đồ mua hàng chợ nhé các bạn nhé. Tiếp theo ví dụ như chúng ta sẽ xem cái bản KT17 đó, thì chúng ta sẽ có ngay đây là cái cột đấy, các cái phần này chúng ta sẽ có cái 2D để chúng ta làm được cái cột này, và có cái 3D có cái mặt và cắt đây là cắt ngang qua đấy cột. Thì khi mà làm ấy thì các bác thợ là sẽ nhìn vào cái phối cảnh này để chúng ta biết được đó. Sau rồi khi mà chúng ta biết được cái này rồi, chúng ta phải xem các cái bản vẽ phần kiến trúc để chúng ta hiểu được, và chúng ta lại cần phải xem các cái ghi chú ở đây để tránh chúng ta làm sai. Bây giờ mà có hồ sơ bản vẽ này mà các bác thợ mà làm sai thì là đôi khi các bác lại bị phạt đấy. Cường chia sẻ thật với các bác thế, nhưng mà nó hay ở cái có hồ sơ bản vẽ là một điều này, là khi mà làm ấy thì các bác không phải nghĩ gì cả, các bác cứ thế là các bác làm theo đúng ba rem thôi, cứ thế là quất thôi, nhanh lắm. Thứ nhất là nhanh, thứ hai là đẹp, thứ ba là không phải nghĩ mà. Chúng ta biết được cái hồ sơ nó như thế nào rồi, chúng ta có thể là lấy giá chủ nhà ở cái mức nào. Ví dụ như là giá mình đang làm là một là 950.000, thì cái bộ hồ sơ bản vẽ như này, cái công trình của tôi đã biết được cái khối lượng, tôi đã nhìn thấy ra thì tôi cái công trình này tôi phải lấy là 1 triệu đúng không ạ, hay là 1,2 triệu. Thì đấy là cái mà khi mà chúng ta có hồ sơ bản vẽ, chúng ta nhìn vào, chúng ta xem, chúng ta biết được cái công trình của mình, thì đấy là cái cách mà để chúng ta làm. Thế còn nó dễ quá đấy các bạn, cứ thế là quất cho đúng cái giá thị trường thôi nhé các bác nhá. Thế còn là trên cái phần đấy nó gọi là chúng ta cách xem bản vẽ, hay là trên một cái bản vẽ này, ví dụ như đây là một bản vẽ cửa, chúng ta xem phải có sự liên kết. Ví dụ như đây, ví dụ như là Cường chia sẻ tiếp cho các bạn về cái mặt bằng này để chúng ta sẽ hiểu về cái cách xem trước. Ví dụ như đây là cái mặt bằng, thì trên mặt bằng này đó thì chúng ta sẽ có thêm những cái mặt như gọi là mặt cắt của công trình hay là mặt đứng của công trình đấy, thì chúng ta cần phải dở các cái phần bản vẽ ra để chúng ta xem đó, hay là các cái phần bản vẽ mái này này, các mặt cắt này, hay là các cái phần mặt cắt mái này này đấy. Thì trên này chúng ta cũng đều có những cái ghi chú rất rõ này này, ô thoáng xem KT21 này, tẹo nó mình dở KT21 ra xem nó ô thoáng này làm như nào, hay là các cái gờ phào đua ra so mép tường là 800. Các bác là sẽ lưu ý cho mình để khi mà xem đây đọc nó sẽ rất là dễ. Hồ sơ thì là hồ sơ tiêu chuẩn, thế nên là sẽ không thể nào mà làm chữ to ra được các bác nhé, bởi vì tất cả cái này là theo cái quy chuẩn của nhà nước hết, là bên mình sẽ phải vẽ theo quy chuẩn của nhà nước, và các cái bản vẽ này đều được kiểm định hết để khi mà ra nó tốt, nó chuẩn, chứ không thể nào mà chữ nó to đùng ra để cho ấy được. Nên là các bác khi mà xem ấy thì là đến tuổi của các bác thì thường thường là cái kính không nhìn rõ, thì các bác giúp mình là đeo cái kính vào, hoặc là chúng ta sẽ sử dụng một cái kính to ấy, cái loại kính to, kính lúp to ấy, để chúng ta đặt vào chúng ta nhìn từng cái chữ này nó rất là rõ nha các bác nhé. Và tiếp theo này, các cái mái đua ra này, mái cao bao nhiêu này, tức là mái phụ cao 2m3, tất cả trên này thì là bên mình đều ghi chú hết đó. Mái này đua ra bao nhiêu so với mép tường, so với mẹ mép tường là bên mình đều ghi chú này đấy, hay là các cái xây mặt lên cao bao nhiêu đó, chúng ta cần phải kết hợp các bản vẽ khác để chúng ta xem để cho nó hoàn thiện cái công trình đó. Ví dụ như đây chúng ta sẽ xem là chi tiết KT21, thì chúng ta chỉ cần dở cái bản vẽ KT21 ra chúng ta xem thôi. Xem bản vẽ thì nó rất là dễ, và hiểu nó để làm được nó thì nó còn dễ hơn, bởi vì sao, bởi vì là mình hiểu rồi làm rất dễ đấy. Đấy thì trên này cũng có tất cả các cái kích thước để chúng ta làm nhé các bác nhá. Thì khi mà chúng ta làm đến khâu nào ấy, thì hôm sau hôm trước các bác thầu là đến cái giai đoạn làm nào, thì các bác chỉ cần dở cái bản vẽ đây ra, các bác nghiên cứu, các bác xem trước là các bác đã làm được rồi. Thì đấy là cái cách mà chúng ta xem bản vẽ đó ạ, và chúng ta cần phải xem ở đây là nó có cái sự liên kết với nhau nhá các bác nhá, tránh trường hợp mà chúng ta chỉ xem nguyên cái ấy thôi. Ví dụ như lúc nãy Cường đã chia sẻ với các bạn đó là cái cột này nó chỉ cao là 3m4 thôi đó, cái mà cột này này, cái mái sảnh này nó chỉ cao 3m4 thôi, bởi vì lúc nãy mình nhìn vào cái cột này là mình đã biết được cái chiều cao của mái sảnh này rồi. Thì khi mà các bác xem bản vẽ thì các bác có những cái phần liên quan đến cái phần đây, liên quan đến cái mặt cắt này này đó, thì chúng ta sẽ nhìn thấy đây, thì chúng ta đúng là cái cột sảnh này so từ cái mặt cốt 00 lên đến cái cột sảnh này nó chỉ cao 3m4 đó, và chúng ta sẽ có ngay là các cái khoảng cách ở trên cái đua diềm mái này như lúc đấy Cường đã ghi chú trên mà cái bản vẽ đó, là nó nhô ra là 800 đó. Và cái cột này, đây là cái ống khói này, ống khói giả xem KT20, cái ống khói này, cái chiều rộng của ống khói này đang là 9900,
thì các bác phải kiểm tra để đảm bảo được rằng là hồ sơ đúng, bản vẽ khi mà xuất ra đúng và bác thợ sẽ làm chuẩn nhé các bạn nhé. Tất cả cái này là bên mình là đó, đây chúng ta sẽ thấy được rằng là đây cái ống khói này, cái chi tiết ống khói này, và chúng ta sẽ có luôn là cái ống khói này nó rộng là 900 đúng không ạ, và các cái chi tiết của ống khói đây, tất cả những cái thứ này đấy. Thế là khi mà các bác mà có cái bộ hồ sơ như này để các bác được xem trước, các bác nhận giá thì nó sẽ rất là dễ dàng cho các bác luôn, nó không khó. Các bác nhìn vào cái các bác bảo à cái này công trình này tôi làm được rất dễ, thì đương nhiên là cứ thế mà làm thôi đó, cứ thế mà áp rồi thi công cũng rất là nhanh. Thế còn nếu mà thấy nó khó thì chúng ta có thể là sẽ xem đấy, thì trên cái video của Cường thì Cường sẽ hướng dẫn rất rõ cho các bác để các bác làm được nhé các bác nhé. Trong quá trình làm thì bên mình sẽ có khi mà tất cả chủ nhà ấy, thì đều là làm việc với bên Cường ấy, là khi mà mỗi một lần mà có bất cứ một cái vấn đề gì liên quan đến khâu nào, vấn đề gì, thì các bác trước khi làm các bác nên chụp ảnh lại cho bên mình, thì bên mình sẽ có các bạn quản lý kỹ thuật là sẽ xem trực tiếp, nếu không các bạn hãy gọi điện trực tiếp cho Cường thì Cường cũng sẽ là người kiểm tra trực tiếp cái công trình này cho các bạn đấy. Thế nhưng mà nếu mà các bạn mà đang thiết kế với bạn nào ở bên mình ấy, thì là các bạn hãy liên hệ trực tiếp với lại đội ngũ ở trong cái nhóm quản lý đấy, thì là các bạn sẽ xử lý nó sẽ nhanh hơn nha các bạn nhé. Các bạn gọi cho Cường thì cũng được đúng không ạ, đấy là số điện thoại của Cường đó. Đấy là cái cách xem bản vẽ. Thế còn bây giờ ấy, thì là Cường xin phép là hướng dẫn quý vị các bạn từng những cái phần một để cho quý vị các bạn là hiểu về cái những phần này thì nó sẽ mô tả những gì và chúng ta xem ra sao nhé các bạn nhé. Đầu tiên để xem được thì chúng ta cần phải xem cái bản vẽ về mặt bằng ạ. Đây là cái phần bản vẽ về mặt bằng, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các cái phần bản vẽ về mặt bằng và mỗi mặt bằng này thì nó sẽ mô phỏng những gì thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và xem nhé các bạn nhé. Bắt đầu thì chúng ta sẽ đi từ cái bản vẽ này đi. Chúng ta sẽ đi từ cái bản vẽ bao nhiêu đấy, chi tiết mặt bằng KT02 đi. Chúng ta sẽ đi cùng từ KT02. Thì đây là cái phần bản vẽ về mặt bằng. Thì các cái bản vẽ về mặt bằng của bên mình ấy, ví dụ như đây là mặt bằng chi tiết, thì mặt bằng chi tiết nó sẽ thể hiện gì cho các bạn ạ? Mặt bằng chi tiết nó sẽ thể hiện cho quý vị các bạn về các cái kích thước của từng cái tường xây này. Ví dụ như khoảng cách từ cái cột này đến cái cửa cái phòng vệ sinh này đó, đúng không ạ, là nó đang là 600, à 1m3, và cái cửa này đang rộng là 600, và từ cái mép tường này đến đây nó là 1m880, thì đấy gọi ta gọi là cái kích thước để đim cái tường đó và cái cột. Còn trong cái lòng này thì chúng ta sẽ có là cái kích thước phần thô khi mà chúng ta xây dựng. Ví dụ như khoảng cách từ tường này đến tường này là bằng 3780, đấy là cái kích thước về phần thô. Và trên này chúng ta sẽ có ba cái hàng kích thước cơ bản. Hàng kích thước đầu tiên đó là kích thước của tường, hàng kích thước thứ hai đó là tim, và hàng kích thước thứ ba đó là tổng phủ bì. Đó thì các bạn cũng có thể cùng Cường xem. Cái hàng kích thước của tim này thì các bác hãy dở cái bản vẽ về phần kết cấu ra, thì trên cái bản vẽ kết cấu nó sẽ thể hiện rất rõ về điều đó. Đó, đây trên cái bản vẽ phần kết cấu nó sẽ có một cái bản vẽ đó là mặt bằng định vị cột móng. Thì chúng ta sẽ có đây là cái tim này là bằng từ 3 đến 4 nó là 4m, và từ 4 đến 5 nó là 36, và từ 5 đến 6 nó là 4m. Vậy thì chúng ta sẽ có ngay cái kích thước tim đây này, 4m này, 36 này, 4m này, 4m, 36 đúng không ạ? Cái thứ hai là cái hàng tổng này thì các bạn biết rồi đó, và chúng ta sẽ có thêm những cái chi tiết mà để chúng ta hoàn thiện được cái công trình bên ngoài, ví dụ như là những cái chi tiết về bồn hoa vân vân đó, thì chúng ta cần phải xem. Và trên này chúng ta sẽ có thêm đó là những chi tiết sảnh, cột giả vân vân, xem bản vẽ bao nhiêu đó thì chúng ta sẽ xem. Và đối với bên mình ý, làm cái gì nó cũng rõ ràng và ghi chú rất rõ ở đây, thì các bạn có thể xem thêm những ghi chú này nhé các bạn nhé, là cái kích thước và diện tích vân vân, thì đấy người ta gọi là cái mặt bằng chi tiết. Thứ hai là chúng ta sẽ có cái mặt bằng bố trí nội thất. Thì mặt bằng bố trí nội thất nó sẽ giúp cho quý vị và các bạn là khi mà xem để hoàn thiện được cái công trình thì các bạn là có ngay đây đó, bố trí được các cái đồ nội thất vào trong ngôi nhà nhà mình, giường kê như thế nào, quay đầu giường vào cái khu vực thờ như này ngủ là được rồi đó, quay đầu vào bên này là được nhé quý vị các bạn nhé. Hay là chúng ta quay vào trong này thì cửa giảng nó sẽ phải bố trí khác, vệ sinh bếp cũng thế đó, chúng ta bố trí công năng của cái công trình đấy thì có cái thiết kế thì nó hay hơn rất là nhiều. Đó, tiếp theo thì chúng ta sẽ có thêm ở đây đó là các cái mặt bằng và trần thạch cao. Cái mặt bằng trần thạch cao này này nó có những cái cốt, đây người ta gọi là cái cốt nhé các bác nhá. Nó có cái cốt là 3m7, nghĩa là cái trần thạch cao từ dưới mặt đất lên cao 3m7. Ở đây nó có một cái lõm, ở đây nó có cái cốt là 39, tức là từ mặt đất lên trần thạch cao là 39. Còn những cái phần mà nó có hách ở đây này, màu nó hơi đậm đậm một tí, đấy là cái phần hách nhé các bạn nhá. Đó, hay là trần thạch cao ở trong này nó cũng là 39 này. Đấy, tức công trình rất là rõ ràng để cho các bạn là các bác làm thạch cao là các bác chỉ có bắn thôi. Hai nữa là phần bản vẽ về phần mái.
Thì là các bạn nào mà muốn thi công mái, các bạn hãy liên hệ ngay với Cường. Cường sẽ tư vấn thiết kế và thi công luôn cho các bạn cái phần mái này, bóc tách rõ ràng ra cho các bạn. Sau đó thì bên mình sẽ đến và đo đạc và thi công trực tiếp cho các bạn cái phần mái để cho nó nhanh. Thứ hai nữa là đẹp và dễ dàng để chúng ta hoàn thiện được cái công trình nhé các bác nhé. Thì đấy là cái phần thi công của phần mái. Thì trên cái phần bản vẽ mái này thì bên mình cũng bóc tách sẵn ra đây cho các bạn rồi. Diện tích là bao nhiêu? Đó, mái này, diện tích này và ngói số viên là bao nhiêu đấy thì bên mình đã ghi chú hết đây cho các bạn rồi, và các cái chiều cao của cái phần mái này đua ra đấy thì chúng ta sẽ cùng xem. Nhưng mà trên cái này thì chúng ta cần phải xem thêm, đó là kết hợp với lại bản vẽ kết cấu cái mái để chúng ta nhìn. Ví dụ như là chúng ta đang làm đến cái phần mái, chúng ta phải dở bản vẽ phần phần này ra để chúng ta biết được cái kích thước khi mà chúng ta đo đây nó là bao nhiêu này. Thì trên cái bản vẽ về phần kết cấu ấy, nó sẽ có cái phần đấy đó, thì Cường sẽ dở luôn cho các bạn xem để cho các bạn là biết được nhé các bạn nhé. Sau cái phần cái này thì phải đây LT đó, thì trên này chúng ta sẽ có những cái phần kích thước liên quan đến phần mái đó để chúng ta bố trí cái góc và các cái độ cho nó phù hợp đấy. Độ dốc thì đây mình ghi rõ đây rồi đó, và các cái phần mặt bằng để chúng ta đặt vì kéo hay xây tường thu hồi. Nếu mà các bạn xây tường thu hồi thì các bạn sẽ xây như như trên bản vẽ này nhé các bạn nhé. Thì xây tường thu hồi nó sẽ tiết kiệm tiền hơn cho các bạn khi mà các bạn mà làm cái vì kèo. Chúng ta có thể là làm vì kèo cũng được, làm vì kèo thì nó nhanh hơn và nó nhẹ cho cái mái của chúng ta. Thế nhưng mà với kết cấu như này thì chúng ta có thể là dùng tường thu hồi cũng được nhé các bạn nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có đến các cái phần bản vẽ thứ hai là các cái phần bản vẽ liên quan đến cái mặt đứng của công trình. Các bạn nào mà đang xem đến phút thứ 31 thì Cường xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thực ra thì là cái video này là Cường gửi riêng cho nhà em Nguyễn Ngọc Đồng, thế nên là rất ít người xem. Bởi vì sao ạ? Bởi vì là những cái video dài này này thường thường là chỉ được mấy người xem thôi. Đấy các bạn nhá, vì trên cái nền tảng của các cái thuật toán ấy thì những video rất là dài như này thì thường thường là sẽ không được đánh giá, không được đánh giá cao. Nên là các bạn nào mà muốn học ấy, thì là các bạn cũng nên xem. Bởi vì sao? Thì chúng ta phải mở ra, chúng ta phải cởi mở với nhau, và chúng ta cần phải xem để chúng ta học, học thì chúng ta mới cùng nhau phát triển được. Đấy, Cường thì là có một rất là mong muốn cái nền tảng kiến thức của Cường cũng như là của kiến trúc HCG là được lan tỏa nó rộng hơn. Có tất cả mọi nơi thì đều có những cái công trình đẹp, bà con đều được có những cái công trình nó tốt, có cái cuộc sống nó ấm no. Thì đây là cái mong muốn của Cường. Thế còn là khi mà mình mà có cái mong muốn như thế, nhưng mà mình mà muốn là làm thế nào để cho mọi người là để làm được và cũng thể là làm giống mình, thì là mình phải chia sẻ nó rất là kỹ và nó phải nhiều hơn nữa thì là bà con mới có thể là áp dụng được. Chứ còn nếu mà bình thường như bình thường ấy, thì là rất là khó để cho bà con là tiếp cận được những cái nền tảng, những cái kiến thức như mà Cường vừa chia sẻ cho bà con nhé các bạn nhé. Thế còn để làm được như này thì thực sự ra là mỗi người là một chuyên môn. Ở đây nó là cái hình thức sơ bộ thôi, thì Cường chia sẻ thật hình thức và cái cách thức để nó làm được cái công trình như này thôi. Nhưng mà để triển khai được một cái công trình mà nó đẹp và nó chuẩn như cái công trình lần này thì nói thật sự với các bạn là nếu mà không được đào tạo qua trường lớp là 5 năm học đại học và rất là làm rất là nhiều những công trình thì không thể nào mà có người nào mà thiết kế được cái công trình đẹp như này đâu. Đấy là Cường chia sẻ cho các bạn là nó thật tâm thật tình và nó rõ ràng cho các bạn nắm bắt được. Đấy, cái gì nó cũng có cái giá của nó như các bạn nhé. Đó. Thế tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau là đi tìm hiểu về cái mặt đứng công trình thì nó sẽ thể hiện cái gì. Thì trên cái mặt đứng của công trình này thì nó sẽ thể hiện cho các bạn là cái hình thức của công trình, cái mái của công trình ra sao và cái màu sơn ốp, cách ốp lát như thế nào. Đó. Ở chỗ nào ốp màu gì thì trên cái phần mặt đứng của công trình nó thấy thể hiện nó điều đấy. Thì trên phối cảnh nó đã thể hiện rất rõ rồi. Thế nhưng mà là vẫn phải có những cái phần bản vẽ về cái kết cấu của cái công trình. Ví dụ như đây này, các bạn ấy nhìn thấy là đây là cái mặt 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 bên này, một góc này, đây là cái mặt đứng này. Đó, các bạn hãy hiểu là cái phối cảnh là gì? Tức là họ sẽ sử dụng một cái tấm hình phẳng để chiếu trực diện vào cái công trình đó, và chúng ta có cái kỹ thuật để chúng ta làm được cái mặt đứng nó đẹp như thế này. Đó, đấy là gọi là cái mặt đứng. Thì trên cái mặt đứng này các bạn có thể thấy được rằng cái hình chiếu đứng, cái mặt đứng này đó là những cái kích thước về phần cửa cửa giả này, chiều cao, chiều rộng và màu sắc đấy. Ví dụ như đây là cái này là bằng 2m2 nhân 24, đấy là cái phần cửa, phải ô thoáng ở cửa đấy. Hay là cửa này là 2m7, nhưng lúc nãy Cường nói là cái sảnh này cao 34. Thì chúng ta phải hiểu là rằng là lúc nãy Cường có chia sẻ với các bạn một cái điều là bản vẽ phải xem có sự liên kết. Đấy thì bây giờ Cường sẽ áp dụng luôn cho các bạn này dễ hiểu nhá. Ví dụ như đây này, chúng ta sẽ có cái bản bản vẽ nữa là bản vẽ cửa này. Đấy, chúng ta sẽ kiểm tra ngay xem đây
có phải là 22 nhân bao nhiêu không? Đây, cái cửa này cao hơn là 22 nhân 26. Đúng rồi, đo ô thoáng đấy. Hay là cửa này 27 nhân 28. Đấy, tất cả này chúng ta cần phải xem các sự liên kết. Đấy. Thì khi mà cái bản vẽ mặt đứng này nó thể hiện như vậy rồi thì chúng ta rất là khó có thể là làm sai được. Tất cả mọi thứ nó đã rất là chuẩn chỉ rồi nhé các bạn nhé. Đây là phần mặt đứng này. Đấy, cách xem mặt đứng thì các bạn phải kết hợp với lại cả mặt bằng nữa để chúng ta xem. Tại sao lại kết hợp với mặt bằng đấy và phải kết hợp với mặt phối cảnh nữa thì chúng ta mới xem được nó chuẩn. Ví dụ nhé các bạn nhé, thì đây là cái mặt đứng về trục DA, đây là mặt đứng về trục DA phải không ạ? Đó, đây là mặt đứng trục DA. Thì chúng ta sẽ cùng nhau là dở cái phần mặt bằng này ra để chúng ta kiểm tra. Đây là cái phần mặt bằng chi tiết KT02. Đây chúng ta sẽ dở cái bản vẽ KT02 ra. DA nghĩa là chúng ta sẽ phải nhìn từ cái phần bên này về phía bên sảnh này. Đó thì chúng ta sẽ dở cái phần bản vẽ DA này ra trên này. Đây. Cường dở cái bản vẽ nào cho nó dễ nhìn nhỉ? Cho các bạn dễ hình dung nhỉ? Đây. Yeah. Đây. Nói chung là ví dụ như chúng ta nhìn cái mặt đứng này thì chúng ta sẽ nhìn ở từ 1 trục 1 là 16. Đấy 16 để Cường. Tức là mặt nhìn từ bên này sang bên này. Thì trên cái phối cảnh mặt bằng này này, cái mặt bằng này, đấy người ta gọi là 16, thì chúng ta sẽ có ngay đó là cái mặt đứng này, người ta gọi là cái mặt đứng trục 16. Như các bạn nhá, nhìn phát vào là chúng ta sẽ có luôn. Thì mặt đứng hay của công trình thì chúng ta xem như vậy. Và chúng ta phải hiểu được trên này nó thể hiện cái gì. Nó thể hiện rất rõ cái chiều cao của cái mái này. Ví dụ đây là 2m2 này, 2030 này, hay là cái mái chính này cao từ mái dưới này lên mái chính này là bao nhiêu này. Đó, tất cả cái này nó có cái kích thước hết cho các bạn nhé các bạn nhé. Thì đấy là cái xem về mặt đứng của công trình. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về mặt cắt nhé quý vị các bạn nhé. Mặt cắt là gì ạ? Mặt cắt là một cái lát cắt của công trình. Ví dụ như đây là một cái lát cắt, nó cắt ngang qua đây và nhìn về một phía. Đó, nhìn về cái phòng thờ này. Thế thì chúng ta sẽ trong này nó sẽ có những gì thì chúng ta sẽ nhìn về đấy, được cái đấy. Ví dụ như từ đoạn này chúng ta sẽ nhìn thấy cái cửa phòng thờ là 300. Ở đây là cửa là 900 và khoảng cách này là bằng 2430 đấy, khoảng cách tường này. Hay là chúng ta cắt qua đây chúng ta có một cái cửa ở đây thì đấy gọi là lát cắt. Thì lát cắt nó sẽ cắt như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau hình dung ở trên cái phần 3D này nhé các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ cùng nhau hình dung ở trên 3D thì chúng ta sẽ dễ hiểu hơn. Đó, đây Cường xin phép là sẽ dở cái phần 3D ra cho các bạn xem. Đó, ví dụ như đây thì chúng ta sẽ cùng nhau để cái lát cắt ra đây thì chúng ta sẽ cắt ngang qua cái cửa sổ này, cửa chính này, nhìn vào phòng thờ này, cắt qua đây một cửa, hai cửa và nhìn tới đây là chúng ta sẽ có là một thêm một cái cửa sổ này nữa thì đấy người ta gọi là lát cắt. Thế vậy thì lát cắt là gì? Lát mặt cắt đó chính là một cái mặt như thế này. Đó, thì trên này chúng ta sẽ có ngay là cái kích thước của cái cửa phòng thờ này khi mà chúng ta xây cái tường ra hai bên hông này là 390 và ở trang cái này là bằng 3780. Đó, chúng ta sẽ có các cái cửa sổ này là bằng rộng là 950 và cao là 2m4 và cửa phòng vệ sinh này là cao 2m2 đấy, và chúng ta sẽ có ngay đây là cái cửa sổ này là cao 800 và cao nhất của cái cửa sổ này là 2m2070, đây này là có 2070, đó là chiều cao của cái cửa sổ này đấy. Thì khi mà chúng ta cắt ngang qua đây thì chúng ta sẽ biết được rằng là cái chiều cao từ cái này lên đây là 800 và từ đây lên đây là 2070. Đó, bên này chúng ta cũng sẽ có như vậy. Và chúng ta sẽ nhìn được cái cửa vệ sinh ở đây. Thì cái cửa vệ sinh từ đây đến đây nó là 2m2, còn cửa này từ đây đến đây là 2m4, từ đây đến đây là 2m4. Đấy nhé các bạn nhé. Thì đấy người ta gọi là mặt cắt. Thế còn một cái mặt cắt nữa, ví dụ như chúng ta đặt vào đây, chúng ta nhìn về bên này hoặc là nhìn về bên này thì chúng ta sẽ có thêm, đó chính là những cái mặt cắt khác. Đó, đây đây ví dụ như đây thì chúng ta sẽ có là cắt qua phòng thờ. Đấy thì chúng ta sẽ biết được là cái chiều cao của cái sảnh này là bao nhiêu. Đó, phải không ạ? Chiều cao của cái cửa này là bao nhiêu? Chiều cao của cái cửa phòng, cái lối đi xuống bếp là bao nhiêu? Hay là cái đoạn thờ, phòng thờ này chúng ta phải nâng cốt lên là 100. Trên mặt vẽ nó có hết nhé các bạn nhé. Đấy là một cái về phần mặt cắt. Thì tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau xem thêm. Ở đây nó có những cái phần liên quan là mặt bằng. Mặt bằng lát nền. Mặt bằng lát nền thì là khi mà các bác thợ lấy mốc lát xong thì chúng ta sẽ có được những cái vị trí thì chúng ta lát. Thì chúng ta đây là những cái mốc lát và cái viên số gạch để cho các bác là khi lát đỡ phải cắt gạch nhé quý vị các bạn nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về trên bộ hồ sơ nó còn có những gì, nó còn có những cái bản vẽ chi tiết ấy. Lúc nãy Cường đã hướng dẫn rồi thì trên các cái phần mà ghi chú ở các bản vẽ nó đều có là
chi tiết sảnh xem KT bao nhiêu hay là chi tiết cột xem KT bao nhiêu, thì đấy chính là các cái phần bản vẽ và phần chi tiết của công trình. Thì các bạn có thể thấy được rằng là cái bản vẽ của bên mình ý, thì là nó sẽ bao gồm là có 2D và có 3D. Thì đây là cái 3D mô tả cái công trình. Thế còn bên này là cái 2D, đây là cái 2D. Đó. Cái mặt này người ta gọi là mặt đứng, nghĩa là sao ạ? Nghĩa là các bác là chỉ cần xem cái mặt đứng ở đây và chúng ta nhìn vào đây, thì cho ta xem đấy người ta gọi là mặt đứng. Hay là các cái mặt cắt như là cắt ngang ở đây và chúng ta sẽ có cái mặt bằng này, thì ta gọi là mặt cắt nha các bạn nhé. À, thực sự ra ấy, thì là mỗi một công trình của một tỉnh thì Cường đều phải làm video như vậy và Cường đều chia sẻ nó rõ ràng như vậy để cho các bác thợ là sao ạ? Ở cái khu vực đấy nhận cái công trình nào của bên kiến trúc HCG, các bác xem rồi, các bác làm được thì tới đây là bên mình là sẽ xây dựng và phát triển ở trên toàn quốc, tức là bên mình sẽ nhận thầu chọn gói những cái kể cả những cái công trình này ở trên toàn quốc. Thì các bác nào mà muốn tham gia cái đội của Cường đúng không ạ, trên 7 cái phân vùng ở các cái tỉnh thành của bên mình, thì các bác có thể liên hệ ngay với Cường qua số điện thoại là 0988799322. Thì là khi mà các bác là đã hiểu về hồ sơ bản vẽ rồi và các bác đã biết cách mà chúng ta xem một bộ sơ bản vẽ rồi, thì là các cái công trình của bên kiến trúc HCG ở bất cứ ở trên mọi miền tổ quốc, ở phân vùng nào đó, trên 7 phân vùng mà Cường vừa nói, thì ví dụ như là vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ và vùng đồng bằng sông Hồng đúng không ạ, thì là chúng ta sẽ có các cái phân vùng của đồng bằng sông Hồng, thì các thợ ở đồng bằng sông Hồng sẽ xử lý và thi công toàn bộ những công trình của bên mình. Thì đấy là cái mong muốn của Cường. Vậy nên là các bác nên là khi mà mình làm những cái video như này là những cái video mà để mang cái tính chất là chia sẻ cho các bác thợ, để cho các bác thợ xem hiểu và nắm bắt được nhé các bạn nhé. Hay đây là một trong những cái chi tiết cột, thì là các bác cũng phải xem ở trên mặt đứng này, mặt cắt đây đó, và phối cảnh chúng ta sẽ hiểu được nhé các bạn nhé. Và đây chúng ta sẽ có thêm đó là cái chi tiết của vệ sinh, thì chúng ta cứ xem các bản vẽ đây thì nó sẽ hiện ra hết có mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt. Thì đấy là bản vẽ chi tiết của công trình. Ở trên bộ hồ sơ còn rất là nhiều các bản vẽ khác nữa liên quan đến cửa giả, tất cả những cái này thì bên mình đều tính toán theo phong thủy cả nhé các bạn nhé. Vậy nên là và đều có 3D rõ ràng như vậy, tính toán phong thủy. Nên một số những lưu ý cho các bác mà khi mà làm cái bản vẽ chi tiết của nhà anh Đồng thì là sao ạ? Trên cái bản vẽ cửa của bên mình nó có hai phần, một là phần phần cửa thông thủy, là phần cửa phủ bì, kích thước phủ bì là kích thước bên này, kích thước thông thủy là đây. Thì các bác thợ cửa khi mà làm ấy, nếu mà các bác có thay đổi hình thức như nào, các bác phải giữ nguyên cho Cường cái tỷ lệ và cũng như là có giữ nguyên cho Cường cái kích thước thông thủy này nha các bác nhá, để tránh cái hiện tượng là chúng ta làm sai. Vì thước lô ban thì nó có là bao gồm là có 3 loại thước, thước 38, thước 48, thước 52. Thì mỗi một cái thước ấy, nó có cái chức năng khác nhau. Thế nhưng mà chúng ta nếu mà làm đúng một thước thì chúng ta không biết là cái thước kia nó như thế nào. Đối với lại kiến trúc HCG ấy, thế cái quan điểm của Cường ấy là cái gì nó cũng phải tốt, mà đã tốt phải là tốt nhất nhé quý vị các bạn nhé. Thế nên là cái thước lô ban ấy Cường cũng sẽ dùng cả ba thước đấy, nó đều đỏ hết cho các bác. Nên là cái kích thước này người ta gọi là kích thước thông thủy, thì các bác phải giữ lại cho Cường để là khi mà làm chúng ta sẽ không bao giờ bị sai nhé các bác nhé. Thế còn cách xem thì rất dễ rồi, đây là cái mặt đứng của cái công trình, và này là cái mặt cắt của cái công trình, và đây là mặt cắt nữa, và cái hình thức của công trình. Và chúng ta sẽ có thêm ở đây đó chính là những cái lưu ý liên quan đến cái kính, liên quan đến cái màu đó, thì chúng ta cũng cần phải xem ở đây nhé quý vị các bạn nhé. Đấy là cái mặt cắt của công trình đó, cái phần về phần cửa đó, phối cảnh rõ ràng như này để cho các bác làm được đó. Các bác rất là dễ để thi công một cái bộ hồ sơ như thế này, hay là cái chi tiết về sắt thép đây, thì các bác chỉ cần nhìn vào đây chúng ta có thể là báo giá được cho gia chủ rồi đó. Và bên mình thì các cái bản vẽ hay đều đầy đủ cả, từ phần cửa, cổng, hàng rào đều có hết nhé các bạn nhé, không thiếu của các bạn một bản vẽ nào. Những cái chi tiết rất nhỏ ở đây cũng đều được bên mình là kiết xuất hình ảnh ra để đim cho quý vị các bạn hiểu được cái bồn hoa nó như thế nào, hình thức nó ra sao. Đó là những cái giá trị mà là kiến trúc HCG mang lại cho các bạn. Một bộ hồ sơ nó chất lượng như vậy thì là nếu mà làm online nó cũng chỉ rơi khoảng 15 triệu thôi. Thế còn là các đơn vị khác thì cũng chia sẻ với các bạn mà bộ hồ sơ như này nó không, các bộ hồ sơ mà như này mà làm online nó phải 25 triệu nhé các bạn nhé. Thì đến với kiến trúc HCG thì cái giá nó sẽ khá là ưu đãi cho bà con, để cho bà con là hiểu và nắm bắt được, làm online thôi thì nó rẻ và nó vẫn chất lượng như vậy. Thế còn làm trực tiếp thì là bên mình về khảo sát một lần thì là 20 triệu trên một bộ hồ sơ đấy. Và các bạn là muốn có một cái bộ hồ sơ mà nó chỉ có nguyên cái phần là phối cảnh đẹp như này và để làm được cái công trình, tức là một cái mặt bằng cộng với lại một số cái mặt đứng của công trình, thì một số cái mặt đứng của công trình
thì là chúng ta là 8 triệu đồng. Thì các bạn nào liên hệ ngay với Cường qua số điện thoại là 0988 799 32 để chúng ta có cái công trình nó đẹp nhất và chất lượng nhất. Đó. Thế còn một lần nữa thì là Cường xin cảm ơn em Đồng ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Và Cường xin chúc em Đồng và toàn thể gia đình nhà mình là luôn luôn mạnh khỏe, bình an. Và năm mới sắp tới thì là Cường chúc gia đình nhà mình là tới đây là năm sang năm làm nhà, thì là thứ nhất là làm nhà thì là nó thuận lợi, thứ hai nữa là khi mà vào nhà mới thì là làm ăn thì càng ngày là phát tài phát lộc. Đấy là cái điều mà Cường rất là mong muốn cho tất cả các gia chủ nhé quý vị bạn nhé, cũng như là gia đình nhà em Đồng. Chúc em là tới đây mà về Việt Nam thì là mình cũng sẽ lên chơi và thăm nhà em đó. Và bây giờ thì Cường xin phép kết thúc cái video này tại đây. Cường chúc quý vị các bạn là có một cái buổi tối vui vẻ, hạnh phúc bên người thân và gia đình nhà mình. Cường xin chào và lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. À mà quên mất, video tiếp theo ấy thì là Cường xin phép và chia sẻ rất sâu với tất cả các cái bản vẽ và xem cái bản kết cấu của nhà em Đồng nữa nha quý vị các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.